Chào tất cả các bạn. Đây là video thứ 6 trong chuỗi 10 video Uyên chia sẻ về cái chủ đề từ khóa thành công, đúng không ạ? Và trong cái video ngày hôm nay á, thì cái cụm từ mà Uyên muốn gửi tặng cho các bạn đó là thay đổi phương pháp, thay đổi kết quả. Thay đổi phương pháp, thay đổi kết quả. Nếu như trong việc bán hàng online, trong việc kinh doanh online, trong việc đào tạo hệ thống của bạn, bạn áp dụng theo cái cách cũ mà bạn thấy cái đội nhóm của mình không phát triển được, hoặc là ngay trong cả cái cách làm việc của mình, cách chăm sóc khách hàng của mình, cách đăng bài của mình nó chưa phù hợp, nó chưa có phát triển á, thì mình sẽ thay đổi cái phương pháp làm việc đó đi. Ví dụ như bây giờ trong cái việc mà các bạn đi kết bạn thôi ha, mình cứ làm theo cái hình thức cũ, đó là cứ thấy bạn bè xong nhấp vô kết bạn thôi, đúng không ạ? Và khi mà như vậy thì các bạn rất khó được những cái người khách hàng tiềm năng họ chấp nhận. Và chúng ta thay đổi cái phương pháp đó như thế nào? Chúng ta có thể vừa kết bạn xong thì chúng ta inbox thêm cho người ta, để chào hỏi, và mình cũng nói ra cái mong muốn của mình là được kết bạn với người đó, thì cái khả năng mà kết bạn của các bạn sẽ thành công cao hơn. Có một phương pháp nữa, đó là các bạn hãy comment ở nơi bài của người khách hàng tiềm năng đó. Đơn giản đúng không ạ? Còn các leader thì sao? Các leader nếu như mà trước đây nè, Uyên cho team của mình hay thi đua, xe nó ồn thì ngồi ngay cửa hàng hoặc đường. Trước đây Uyên cho team mình hay thi đua thì Uyên áp dụng cái phương pháp cũ là cho thi đua từng bạn. Và khi mà như vậy á thì các bạn nói chung là cũng tự không vận động rất là nhiều. Nhưng mà khi như vậy cái phương mình áp dụng hết cái phương pháp đó thì các bạn biết không, nó rất mất thời gian cho mình. Bởi khi mà mình tổng điểm, mình phải ngồi mình rà soát từng bạn như vậy rất là mất thời gian. Và vừa rồi đây Uyên thay đổi cái phương pháp làm việc đó, Uyên chia đội ra, và mỗi đội đó Uyên cho ứng cử đội trưởng, và Uyên đưa cái phương pháp của mình ra cho đội trưởng làm, yêu cầu đội trưởng cần làm những gì, và cái người đội trưởng đó thay mình đi làm việc, các bạn, và khi mà tập hợp lại thì công việc đó cũng giao cho đội trưởng luôn. Người leader chỉ khuyến khích và tặng quà cho người đội trưởng đó. Đó, mình thay đổi cái phương pháp đi thì cái thời gian của mình nó khá là ok hơn, đúng không các bạn? Nó đỡ mất thời gian hơn cái việc mà chúng ta đi chăm sóc từng người rất là nhiều. Đã thay đổi phương pháp, thay đổi kết quả nó mang lại rất là ok. Và khi mà chúng ta áp dụng như vậy các bạn, ví dụ như quay trở lại cái team của Uyên đi, Uyên áp dụng như vậy á thì các bạn ở trong team á, nói chung là họ phấn đấu hơn trước đây rất là nhiều, tại vì họ biết họ là thành viên của cái đội đó, và khi mà họ không hành động thì nguyên cả đội đó sẽ bị thua các đội khác, bị tụt lại so với các đội khác. Bởi vậy khi mà mình áp dụng các phương pháp đó thì nó ok hơn cho khi mà mình cho thi theo từng bạn đó. Đây là cái từ khóa số 6 là thay đổi phương pháp, thay đổi kết quả. Chúc cho các bạn tìm ra những cái phương pháp cực kỳ tuyệt vời để mình tăng cái hiệu quả công việc của mình lên. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình nha.